the HCG, Architecture and Computer Graphic Training. Vâng, xin chào các bạn. Ở trong video này thì mình sẽ trả lời cho bạn một câu hỏi, đó là làm sao chúng ta để chèn được một cái logo vào trong một cái blog không tên có sẵn như này, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta đã sưu tầm được một bản vẽ có sẵn cái không tên là blog thứ dạng như này thì có đầy đủ thông tin rồi. Thế bây giờ mình muốn chèn cái logo của cái huy hiệu, ví dụ của trường, các trường đại học ở đây, ví dụ bạn học trường kiến trúc, đúng không ạ? Và sẽ chèn logo trường kiến trúc ở đây, ở trường giáo công nghiệp này, hay đào xây dựng, vân vân, được chưa? Các bạn sẽ chèn vào đây để bạn khi in ra đồ án thì nó sẽ thể hiện trên cái phần thông tên này. Đấy, thì làm sao ta phải chèn được vào, đúng không ạ? Đấy, thì ở đây các bạn còn chuẩn bị nó một cái thông tên cho blog nhé. Phần bản vẽ của bạn thì đã thực hiện xong rồi. Đấy, và phần nguyên liệu thứ hai là các bạn sẽ download một cái ảnh, đó là cái logo mà các bạn mong muốn chèn vào, đúng không ạ? Từ đây mình đã download tạm một cái logo của trường đại học kiến trúc. Đấy, thì bây giờ mình sẽ xử lý như sau. Đây là nguyên liệu đầu vào nhé. Thế bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành này. Đấy, thì bước một thì mình sẽ copy cái khung tên này ra. Yeah. Bởi vì tất cả các khung tên này nó giống nhau hết thì các bạn biết là ưu điểm của blog đó là khi bạn thay đổi bất kỳ một cái đối tượng gì bên trong thì tất cả những cái blog còn lại mà các bạn nhân bản ra thì nó đều được gì? Nó sẽ đều được tự động update theo. Đấy, thì rất là hay. Thì đây mình sẽ copy ra một khung tên riêng này, mình sẽ chèn vào đây. Thì ngay lập tức tất cả những cái khung tên mà các bạn chèn vào trong này rồi thì nó sẽ đều có được cái logo đó. Đây mình sẽ làm minh họa cho các bạn luôn nhé. Thì tại đây các bạn copy cái khung tên này lên trên này. Đấy, các bạn có lệnh BE. Đấy, hoặc là các bạn click nút vào đây thì nó sẽ hiển thị ra cái tên blog ở bảng blog editor này. Các bạn nhập OK vào. Đấy. Thế thì sau khi mà các bạn nhấp vào cái dòng đấy rồi thì nó sẽ hiển thị vào trong cái môi trường của blog như thế này. Thì đây là cái môi trường bên trong của blog. Thì là cái màu giao diện, cái màu nền của nó được hiển thị ở cái màu dạng xám trắng như thế này. Thì để cho bạn phân biệt được môi trường bên trong blog với lại khác với cái môi trường màu đen là môi trường ở bên ngoài, thấy chưa? Đấy. Thực ra chúng ta làm việc vẫn tương tự thôi, không có gì khó khăn cả. Thế tại đây các bạn có thấy cái phân vùng mà chúng ta chỉnh chén logo ở đây đúng không ạ? Thì bạn sẽ mở cái này lên đây. Các bạn nhấn là gì? Copy này. Hoặc là bạn có thể kéo thả trực tiếp ảnh vào đây. Tức là sau khi bạn nhấn copy, bạn cần Ctrl V nhé. Ctrl V tích một điểm này. Đấy, nó hỏi là tỷ lệ scale bao nhiêu, bạn nhập là 1 này. Cách này. Đấy, và cái rotation này là góc xoay là bao nhiêu, bạn nhập là 0. Để cho nó nằm theo phương ngang. Ở đây bạn thấy nó đang nhỏ quá đúng không ạ? Thì bạn scale lên tầm khoảng 50 lần. Scale một chút nữa tầm khoảng 3 lần. Rồi các bạn có thể đặt trong này. Ok ạ. Các bạn được scale tùy theo cái mức độ thu phóng trong cái khung này mà bạn mong muốn. Ở đây mình 1.15 này đi. Đấy, còn mức độ này mình cảm thấy nó hợp lý rồi. Thì mình có thể dừng lại. Mình sẽ cân cho nó một chút. Đúng không? Okay. Vậy là chúng ta đã đưa được cái logo bức ảnh này vào trong khung tên. Thế bây giờ bạn làm gì tiếp theo? Bạn sẽ bấm là gì? Có cái phần X kìa, dấu X ở đây. Close block editor chúng ta sẽ lưu và có thể là thoát ra bên ngoài môi trường làm việc bình thường. Đấy ạ. Lưu lại, save lại. Nó chờ một chút thì nó sẽ lưu. Đây. Thế ngay lập tức bây giờ bạn thấy cái logo của bạn nó đã được đưa vào thành công. Và bây giờ gần như tất cả những cái bản vẽ khác khi nó đã block lại rồi thì nó tự động sẽ update theo nó. Thế rất là hay. Đấy, rất hay. Đấy ạ, tất cả đều update theo. Bây giờ giả sử mình sẽ in nhé. Thế tại đây chúng ta sẽ cùng in thử một chút nhé. Đây các bạn bấm Ctrl P này, xem kết quả như thế nào. Ở tại đây bạn chọn là DVF 2PF này. Đấy, lựa chọn phủ giấy A3 này. ISO 3 này, 420x97 này. Đấy, kích vào Fit này đi. Chọn tính năng là in đen trắng là monochrome này. Monochrome. Đấy, và tại đây bạn kích Central Crop này. Gửi A3 in ra này. Ở đây bạn kích là gì? Windows. Và kích Windows vào đây. Chọn vùng in. Đó, bạn Preview này. Đấy, đây. Vậy thì đây là cái sản phẩm của chúng ta đã có cái logo chèn vào trong này rồi. Đó, thì đây là cái sản phẩm của ta. Các bạn có thể là kích vào chuột phải hoặc chọn plot để ta sẽ xuất cái bản vẽ PDF này ra ngoài này. Ok ạ. Vậy là cái quá trình hướng dẫn chèn logo ở trong cái khung tên thì chúng ta đã cùng hoàn thành.
Tất cả mọi thắc mắc thì bạn có thể là để lại ở dưới phần bình luận của video thì mình sẽ hướng dẫn và trả lời cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào.